xuất sắc đoạt danh hiệu vô địch cúp bóng chuyền Challenge châu Á. Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam giành vé tham dự cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023 diễn ra tại Laval, Pháp từ ngày 27 đến 30 tháng 7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu cấp độ thế giới, tương tự như đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Tuy vậy, trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới FIVB còn có một giải ở cấp độ cao hơn Challenge là Nation League. Đêm 24 tháng 7, Trần Thị Thanh Thúy cùng các thành viên đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã rời Việt Nam lên đường sang Pháp dự giải đấu lịch sử. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ trải qua hai chặng bay với khoảng 19 tiếng để có mặt ở nơi diễn ra giải cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023 có sự góp mặt của 8 đội bóng chuyền mạnh ở các châu lục gồm Colombia, hạng 17 thế giới, Mexico, hạng 19 thế giới, Ukraine, hạng 20 thế giới, Croatia, hạng 25 thế giới, Ukraine, hạng 20 thế giới, Thụy Điển, hạng 28 thế giới, Kenya, hạng 29 thế giới, Việt Nam, hạng 47 thế giới và chủ nhà Pháp, hạng 21 thế giới. Đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam sẽ chơi với tinh thần quyết tâm cao nhất ở cúp bóng chuyền Challenge thế giới 2023, đối mặt với những thử thách và cơ hội để cọ sát, chui rèn bản lĩnh và thể hiện khả năng của mình trong giải đấu này.